Chồng tôi đang nghiến cay nghiệt khi thấy tôi thân thiết với anh trai nuôi. Chào mọi người, mình năm nay 27 tuổi. Từ nhỏ, mình đã mồ côi cha mẹ. 4 tuổi, mình bị ông bà ngoại bỏ lại ở trước cửa nhà cha mẹ nuôi mình. Lúc đó, ông bà ngoại có đẻ thư lại, sau đó đi luôn, không trở về. Ba mẹ nuôi thấy xót nên nhận nuôi mình luôn, tưởng có một gia đình êm ấm hạnh phúc. Nhưng năm mình lên 7 tuổi, cả ba mẹ nuôi mình đều mất do tai nạn giao thông. Năm đó, anh trai nuôi của mình mới được 15 tuổi thôi. Nhưng vì không muốn lỡ dở tương lai của mình nên anh đã nghỉ học đi làm phụ hồ, bưng bê bốc vác cho mình ăn học. Đến khi mình đi lấy chồng, anh mình cũng dành dụ để có của hồi môn cho mình. Mình biết tuy anh chỉ là anh nuôi nhưng quý và yêu thương mình như anh ruột, như cha mẹ. Anh trai mình năm nay đã gần 35 tuổi, chưa có vợ, anh sống đơn chiếc một mình. Nên lâu lâu mình có bảo chồng và con mình đến thăm anh, vì hai nhà cũng gần nhau, cách nhau chưa tới 10 cây. Sau khi mình đi lấy chồng, anh mới tính đến chuyện tiết kiệm của riêng và mở cho bản thân một cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Số tiền tiết kiệm trước đó anh đều đã chi trả cho đám cưới và của hồi môn cho mình. Chồng mình biết anh là anh nuôi và bọn mình không phải anh em ruột nên ghen lồng lộn. Gần đây anh mình ốm đau nhiều, mỗi khi anh mình đi viện mình đều đến đó chăm sóc, bởi vì đơn giản anh không có người yêu, cũng chẳng còn người thân nào cả, chỉ có hai anh em nên chỉ biết nương tựa vào nhau. Giờ mình không chăm thì chẳng ai chăm anh cả. Hôm trước anh mình đi khám và phát hiện bị ung thư dạ dày, mình có xúc động khóc, có ôm anh an ủi với tư cách em gái chứ không bao giờ có ý khác, thì bị chồng nhìn thấy, anh ghen tuông lồng lộn, nhất quyết bắt mình phải từ mặt anh trai. Mình yêu chồng nên mới cưới chồng, chồng là mối tình thứ hai của mình rồi nên không thể có chuyện vì mình không thể đến được với anh trai thì mới quay qua lấy chồng. Từ nhỏ đến lớn chưa giây phút nào mình có suy nghĩ khác với anh trai nuôi mình. Mình đã giải thích rõ tường tận như vậy cho chồng nghe nhưng chồng vẫn nhất mực không tin. Anh ép mình phải cắt đứt liên lạc với anh nuôi với lý do anh xem phim nhiều nên anh biết. Anh bảo cứ để mình thân thiết với anh nuôi như vậy, có ngày mình sẽ cắm sừng. Mình sẽ đọc cho mọi người nghe đoạn phân tích những lý do mà chồng mình đưa ra để ép mình cắt đứt quan hệ với anh nuôi. Chồng nói: thứ nhất, mày biết chồng mày đang cần vốn kinh doanh. Nếu mày thương tao thật đã giúp tao bằng cách bán xe rồi. Mày phải biết tao nói bán xe nhưng tao vẫn sẽ mua tạm cho mày chiếc Sirius chạy, chứ tao có cho mày đi bộ đi làm đâu. Chẳng qua mày vì cái xe đó là của thằng anh mày nên mày luyến tiếc. Mày tiếc cái xe hay là tiếc kỷ vật tình yêu của chúng mày? Thứ hai, tao đã nghi ngờ thằng anh mày có tư tình với mày lâu rồi. Hôm đám cưới trên nhà tao trời mưa sình lầy, tao đã cố tình bỏ đi trước mày 3-4 bước để xem mày với thằng anh mày ở sau giở trò gì. Thế mà thằng anh mày lại dám xách váy cưới cho mày. Làm gì có thằng anh nào mà lại đi xách váy cưới cho em gái, với lý do là đỡ bị dính sình lầy. Thứ ba, đám cưới của tao với mày, mày thì cười như con chó, còn tao thấy thằng anh mày nó khóc, cái điệu khóc lóc của nó khác đéo nào tiễn bồ đi lấy chồng. Thứ tư, cả cái đám bạn chó má của mày dám chê tao không xứng với mày, tụi nó dè bỉu khinh khi, nói tao lùn hơn mày, đứng trên sân khấu thì nhìn tao như ba mày, còn nhìn thằng anh mày mới giống chú rể. Con bồ cũ tao nói nếu nó là mày thì nó cũng chọn hốt thằng anh trai mày, tại vì thằng anh trai mày đẹp trai cao ráo. Bồ cũ tao nó nói đúng đấy, tao mà không lo giữ mày thì có ngày mày mê cái mã của thằng anh mày rồi đi ngoại tình. Thứ năm, tao nghe bà dì của thằng anh mày nói rằng thằng anh mày nó chưa từng có bồ là do chẳng có con béo nào ăn được một đồng nào của nó. Vậy mà mày lại ăn được của nó bao nhiêu là đúng kiểu. Em là ngoại lệ của anh nhỉ, mắc ỉa ghê. Thứ sáu, tao biết thừa mày chê tao làm bất động sản 2 năm chưa bán nổi một mảnh đất đúng không? Nếu không tại sao mày lại kêu tao đi kiếm việc khác mà làm? Thậm chí mày còn sỉ nhục tao bằng cách kêu tao qua chỗ thằng anh mày làm cu ly cho nó. Thứ bảy, 3 năm nay thằng anh mày làm ăn buôn bán khá giả, nó mua được con xe ô tô rồi. Bây giờ mày mê rồi đúng không? Mày mê xe ô tô, tao nói cho mày biết, sau này ấy tao có mua xe ô tô tao cũng đéo bao giờ chở mày đi. Thứ tám, mày với thằng anh mày dám chia cắt tình cảm mẹ con cha con tao, mày nó cái đéo gì với ông bà nhà tao để cha mẹ tao phải đi qua thăm thằng anh mày. Ông già tao hôm qua còn ném cái chén lên đầu tao, nhờ ơn mày cả đấy. Thứ 9, hôm mày đẻ tao đã cố tình đéo tới, ai dè mẹ tao bà nói thằng anh mày tới lo lắng tiền ăn ở nằm viện cho mày. Sẵn đây tao cũng nói toẹt luôn, từ lúc đó tao đã nghi con đéo phải con tao. Càng lớn tao càng thắc mắc, thiên hạ ai cũng nói nó giống tao mà tao thấy nó chẳng giống tao tí nào. Tao thì lùn còn thằng anh mày thì lại cao, mà nó dáng dấp cao ráo y chang anh trai mày. May cho mày là tao đã đi xét nghiệm và nó đúng là con tao, nhưng nói thật tao vẫn đéo tin đấy. Mọi người nghe xem chồng mình lập luận có vô lý không? Giờ mình không biết phải làm sao cả. Mình yêu chồng và không muốn xa chồng, nhưng anh mình là anh, cả gia đình anh có ơn nuôi mình. Người ta nói công sinh không bằng công dưỡng, huống gì bây giờ anh mình còn đang bị ung thư. Mình khó nghĩ quá, mong mọi người cho lời khuyên ạ. Vợ nói dối bị lãng cảm nhưng thực chất là ngoại tình với người yêu cũ. Tôi 40 tuổi, sự nghiệp thăng tiến, có 2 con gái và hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Vợ nhỏ hơn tôi 5 tuổi, hiện đang làm trưởng phòng kinh doanh. Cuộc sống của gia đình tôi được nhiều người ngưỡng mộ là một gia đình kiểu mẫu đáng mơ ước. Thế nhưng tôi vừa phát hiện vợ mình ngoại tình với không ai khác mà chính là người yêu cũ, một sự thật mà tôi sẽ không bao giờ hình dung nó sẽ diễn ra. Bởi vợ tôi luôn viện cớ lãnh cảm để không gần gũi chồng. Tôi luôn nghĩ một người phụ nữ bị lãnh cảm sao có thể ngoại tình với một người đàn ông khác. Câu hỏi ấy khiến tôi quyết tâm đi tìm hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Đến lúc biết được sự thật, tôi chỉ ước mình có thể giả vờ câm điếc để duy trì mái ấm cho các con. Mối quan hệ của vợ tôi với người yêu cũ đơn giản là một người thích được quan tâm chiều chuộng và một người muốn tìm cảm giác mới lạ. Họ gặp nhau trong một lần uống rượu cùng với đối tác, sau lần đó hai người liên tục nhắn tin gọi điện
chuyện, hỏi thăm nhau. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Vợ tôi gian díu ngoại tình cùng với người yêu cũ. Những chuyến công tác xa nhà của vợ tôi cứ thế tăng dần. Thời gian đáng ra phải dành cho chồng con thì vợ tôi lại vi vu bên người yêu cũ. Khoảng thời gian đó, cô ấy liên tục cập nhật những dòng trạng thái yêu đương mùi mẫn, gửi gắm tình cảm cho một người đàn ông. Chua chát thay, khi ấy tôi lại nghĩ, tôi lại ảo tưởng rằng vợ đang dành những lời ngọt ngào đó cho mình. Sống bên nhau 6 năm, vợ chồng tôi đã có tất cả: nhà, xe, sự nghiệp, con cái. Tôi luôn yêu thương và xem vợ như báu vật. Gần một năm qua, vợ tôi ngoại tình và viện cớ là bị lãnh cảm, không hứng thú trong chuyện vợ chồng nữa. Khi đó, tôi luôn tự trách bản thân mình quá tệ, không đủ chiêu trò, không đủ hấp dẫn để bù đắp cho chuyện đấy. Tôi chấp nhận kiêng khem chuyện chăn gối, hạn chế tối đa nhắc đến việc này để giúp vợ thoải mái hơn. Tôi không ngờ trong lúc tôi đang cố gắng đè nén cảm xúc của mình thì vợ lại bay nhảy bên ngoài cùng người tình. Khi tôi lật bài ngửa, vợ thoải mái thừa nhận chuyện ngoại, nhưng cô ấy khẳng định chắc chắn là cô ấy không hề xác định quan hệ lâu dài với người yêu cũ. Cô ấy nói: "Em chỉ đang tìm cảm giác mới mẻ, chứ anh ta có cũng được, không thì cũng chả làm sao. Với em, anh và các con mới là điều quý giá nhất." Cô ấy nói như thế khi van xin tôi tha thứ. Cô ấy van xin tôi cho một cơ hội để bù đắp sửa sai. Vợ tôi khẳng định cô ấy vẫn yêu tôi rất nhiều, chỉ là gặp dịp thì vui vẻ. Trước sự giãi bày của vợ, tôi chấp nhận bỏ qua, cho cô ấy cơ hội làm lại từ đầu. Thế nhưng giờ đây tôi nhận ra bản thân mình không hề cao thượng như đã nghĩ. Bây giờ nhìn thấy vợ thì những tin nhắn mùi mẫn, hình ảnh vợ gần gũi với người yêu cũ của cô ấy cứ ám ảnh tâm trí tôi. Dĩ nhiên tôi còn yêu, thậm chí là yêu em rất nhiều, nhưng không thể mắt nhắm mắt mở trước sự phản bội của vợ. Tôi muốn ly hôn trong hòa bình, nhưng các con của tôi thì phải làm sao bây giờ? Các con không có lỗi gì để mà phải chịu đựng sự tan vỡ của gia đình. Tôi rất sợ những ngày tháng sắp tới mình sẽ trở thành thằng khốn nạn khi đem quá khứ ngoại tình ra để dằn vặt vợ. Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên, chứ đừng giễu cợt trước nỗi đau mà tôi đang phải chịu đựng. Trả vợ về nơi sản xuất vì quá ích kỷ. Em và vợ em cưới nhau được 5 năm rồi, tính cả thời gian yêu nhau nữa thì cũng ngót nghét chục năm. Hai đứa thương yêu nhau lắm, cùng nhau cố gắng đi lên từ hai bàn tay trắng. Gia đình em thì cũng chẳng khá giả gì. Kết hôn xong, hai đứa thuê trọ ở riêng rồi đi làm. Từ lúc yêu nhau đến khi cưới nhau về, khó khăn khổ cực như nào thì em vẫn không để vợ em phải nuôi em ngày nào cả. Tiền hai đứa tự kiếm, lương cuối tháng vợ em cầm hết, em không ý kiến. Phấn đấu mãi mới mua được miếng đất xây nhà, nhưng cũng chả dám ở. Xây lên rồi cho thuê thành homestay, trộm vía các cụ thương, nên việc làm ăn cũng khấm khá. Và vợ chồng em cũng mua thêm được một căn ở quê nữa. Hai đứa em cùng quê nhá. Về gia đình hai bên thì ngày lễ các thứ quà cắt đủ cả. Đợt dịch Covid gần 2 năm, nhà ngoại phải đóng cửa làm ăn, nên hai đứa em cũng gửi tiền về đều đều để nuôi bố mẹ vợ và hai ông em trai của vợ. Một đứa đang học đại học sắp ra trường và một đứa đang học lớp 11. Nhiều lúc em nghĩ chỉ cần đối tốt với nhau là đủ, và chỉ cần đối tốt với nhau là sẽ nhận lại tình cảm xứng đáng. Nhưng mà không các bác ạ, sau đợt dịch mọi người đều đi làm lại thì nhà ngoại em vẫn không động tĩnh gì và cứ bắt bọn em gửi tiền về đều đều, đâu đó 15-20 triệu một tháng, bằng luôn tiền bọn em cho thuê homestay. Coi như một nửa thu nhập của hai đứa là gửi về ngoại hết rồi. Nói không phải ghen tị hay tị nạnh gì với vợ, chứ nhà nội em còn chẳng được gửi đồng nào. Nhưng bố mẹ em thì luôn bảo là khó khăn thì phải giúp đỡ lẫn nhau, bố mẹ không cần gửi tiền gì đâu. Nghe xong em thương bố mẹ, ai đời cũng là con cái bố mẹ nuôi, thân là đàn ông con trai, nhưng lúc thành công có tí tiền lại chẳng báo đáp được gì. Và rồi đứa em trai của vợ ra trường cũng không xin được việc, lại ý ơi gọi cho chị xin chị tiền để đút lót lương 3 cọc 3 đồng, chứ nhất quyết không chịu về chỗ anh chị học quản lý. Bọn em bảo về chỗ bọn em học quản lý, xong ra làm ở chỗ nhà bọn em cho thuê cũng được. Khuyên hết nước hết cái, nhưng vẫn cứ phải. Đam mê của em mới chịu, học hành chả đâu vào đâu. Xem tóc tóc, thấy chơi coi cổ phiếu các thứ là lao đầu vào, nợ nần chồng chất. Xong lại báo tiếp vợ chồng em, báo lần thứ 1, lần thứ 2. Chủ nợ đến tận homestay nhà em, đập cửa đòi nợ, dọa hết khách nhà em. Em cay quá, chạy hẳn sang nhà vợ, nói cho ra lẽ. Bố mẹ vợ thì bên con trai chửi cả em luôn. Được đà thì thằng em trai lao vào, dừng cổ lên đẩy em ngã, nứt cả xương tay. Báo lần 3 thì phải gọi điện kín cho vợ em, nhưng em vẫn phát hiện ra hết. Hai vợ chồng em lại cãi nhau vì cái chuyện không đâu vào đâu ấy. Vợ em thì chả nói năng lý lẽ mẹ gì, một mạch phủi hết, như kiểu là từ lúc cưới nhau đến giờ em chưa làm gì được cho nhà ngoại cả ấy. Cay lắm, nhưng vẫn phải nhịn vì vợ em vừa mới đẻ xong, không muốn chuyện đi quá xa. Một thời gian sau thì thằng cu em kia đòi lấy vợ, và tất nhiên thân là chị cả thì vợ em lại phải lo cho nó từ A đến Z, từ quà cưới rồi đám cưới, lo chọn gói luôn. Mà vợ em thì làm gì có tiền, và tất nhiên là lại lấy tiền tiết kiệm của hai đứa, cũng không phải số tiền nhỏ gì mà lên đến mấy trăm triệu. Tiền tiết kiệm của hai đứa thì nói thật vợ em đẻ không đi làm, vậy nên phần lớn là tiền tiết kiệm đó đều đến từ em và cái homestay. Vợ em ấy thì quyết nhanh lắm, bỏ qua luôn là nhà em còn đứa con nhỏ, tiền tiết kiệm nuôi con cũng bay sạch sẽ, em phải nhịn hết. Nhưng mà đến hôm nay thì em chịu hết nổi rồi. Em biết là khắc máu tanh lòng, nhưng vợ em đòi bán luôn cái homestay đi để mua chung cư Hà Nội cho em trai. Ôi trời ơi, em nhịn đủ rồi. Lần đầu tiên em đập bàn đập cửa, nói ra hết uất ức ở trong lòng. Từ ngày cưới nhau, em hầu nhà bên đấy còn hơn cả nhà bố mẹ đẻ mình. Em gái em cưới, em mừng một cây vàng thì vợ em thái độ ra mặt, mặt nặng mày nhẹ, không về bên nội nữa luôn. Mà thằng em trai vợ cưới thì lo từ A đến Á, lễ lộc rồi họ hàng các thứ đủ cả. Bây giờ ấy, còn không đói hoài gì đến con đẻ của mình luôn, mang hết tiền đi cho nhà ngoại. Xong giờ còn đòi bán luôn cái cần câu cơm đi để lo cho thằng em trai trời đánh. Cãi nhau một hồi thì vợ em bế con bắt xe về nhà ngoại luôn. Em cũng chán,
chả thèm giữ nữa. Lần nào cãi nhau cũng dọa ly dị. Lần này thì em cho toại nguyện luôn. Nói thẳng, tầm này thì em thừa sức giành quyền nuôi con nên là em chả sợ. Vợ chồng lấy nhau mà phải gánh hết như vậy thì em không kham nổi. Nên thôi, giải thoát cho nhau, cho đỡ mệt. Xem xong video, mọi người nhớ comment cảm nghĩ nha. Và đừng quên like, share và subscribe kênh của Ngân nhé. Thank you mọi người.